trứng đó, 210, còn này là một trứng. Xin chào các bạn nha, mình đang lại một cái tiệm bán bánh trung thu này là của Kinh Đô ở trong Trạm Bó Cài nè. Bữa nay mình đi mua bánh trung thu để mình làm quà. Phía bên đây thì là hai trứng, bên đây là khoảng hai trứng, phải không chị? Hai trứng khoảng từ chữ B dài qua đây, hoặc là từ chữ B đây. Bên đây là hai trứng không nữa bạn. Bên đây là hai trứng mà nó 210 gram. Nè. Làm này làm gì chị? Em nè, em này em tặng người ta. À vậy sao? Em quay clip nè. Quay lại em quay YouTube á, kênh của em á. Dạ. À, còn bên đây nè, bên đây là cái bánh hộp 150 gram là 75 ngàn. Đó, nó có giá hết. Bên đây là bánh ngọt, bên đây là bánh mặn. Bây giờ mình sẽ mua 6 phần quà. Bông nữa nè, rồi tới lạp xưởng nè, tới cua nè, là bốn mặt mặt của nó. Cái cua này nè, chưa ăn bún cua ha. Mua cái đậu xanh hả tiền? Một cái đậu xanh lá dứa. Dạ. Đậu xanh lá dứa đi. Đậu xanh lá dứa, dạ. Lá dứa. Có hạt sen, có sầu riêng nữa. Dạ. Với 3141 thích mã nào? Hey, lấy cái lạp xưởng ra, lấy cái hạt cẩm xưởng ha, hạt cẩm bông này. Hạt cẩm lạp xưởng này, ủa? À, ôi, ai biết chưa, muốn lấy cái nào lấy à? Cái bông cũng được. Dăm bông là một cái ngọt và ba cái mặn, thì chị tính giùm em thử cái phần này nhiêu tiền chị. À, cô bác bụi mình là 95, là lạp xưởng mình là 74, là quay mình là 82, là đậu xanh lá dứa mình là 67, còn đó là 38. Chị lấy cho em 6 phần là mình để cho hộp 4 vậy luôn ha. Còn ví dụ mà mình mua hai cái là nó hộp này, hộp hai cái là nó có hộp đen. Ủa, cái này là hộp ba cái đó, hộp bánh thao qua cũng chạy nó là ba. Cái này nhiêu chị? Cái này hộp này là 285. Bởi hộp này nè tiền. Ừ. Cái này là bánh, hôm nay là bánh bướm, bánh bướm trộn là bánh trứng chảy nha. Cái bánh của nó là cái bánh thao qua nhỏ nhưng mà trứng ở trong là trứng chảy, còn đây trứng của mình là trứng muối. Dạ. Do đó là hai cái khác nhau. Dạ. Đẹp quá ha. Ừ. Thích ăn lao ba cũng chảy thì chảy bánh cá. Và cái này là một hộp là có ba cái đó, cái này là 285. Trứng của nó là trứng, nó 1 phần 2 trứng, giống như cái trứng nó nhỏ. Nó 1 phần 2 trứng và bánh nó nhỏ. Nó gồm có bánh mặn và bánh ngọt luôn. Nó thuộc dòng bánh cao cấp. Cho đó là nó vừa có bánh mặn luôn. Cũng bàn giá với cái hộp. Đúng rồi, nó cũng là 285 luôn. Nhìn đẹp ha. Còn đây con ong gì ghê quá. Gà quay sốt XO. Này 1 kg quá. 800 gram. Yeah.
một cái bánh nó 800 gram rồi. Nè nó bự lắm á các bạn, nó bự nè. Đẹp quá à. Dở ra coi đông thử rồi. Wow. Kinh đô trăng vàng. À trong là cái bánh này là cũng là cái bánh tra 800 gram. 600 hả chị? 600 gram. Ôi mà cái vỏ này đẹp quá à. Ở kinh đô này 25 năm rồi hả ta? Trọn xâm vầy sáng mãi chuyện đêm trăng. Bỏ chung một bịch đi rồi về nhà mình xếp riêng ra sao cho nó dễ cầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình đi miếu là mình sẽ cầm về nè các bạn. Mình một cái bánh heo heo thỏ vàng. Ủa hình con heo heo vàng nhân phô mai ờ chị thỏ là 100 ngàn nhân phô mai hả, nhân phô mai dễ thương quá. Chị còn tặng cho mình một cái lồng đèn nhưng mà chỉ có cầm chơi thôi chứ không có đốt được các bạn. Ờ, dễ thương quá, hình con lân. Cái này đem về cho Vi rồi Vi thích lắm nè. À những vỏ sắt kia dễ thương quá. À cái này cũng giống như là cái hộp đựng bánh trung thu vậy đó. Ờ thì giống như là để cái bánh heo nằm bỏ bánh heo rồi xếp gì nè, nó sẽ là để hai bánh heo vô sắt sắt heo vậy. Nhưng mình không có ai tưởng này không có đốt đèn không được. Ừ. Ừ. Vậy. Mình mới vừa đi chợ về tới luôn các bạn ơi. À, thì đây là 6 phần quà trung thu của chị giấu tên ở Cali gửi tặng cho 6 gia đình. Thì trong đó là có gia đình của anh hai chị hai bé, gia đình của Dượng Út, của Phương Anh, gia đình của dì Sáu Hương, gia đình của mình và gia đình của chị Hai một phần nữa. Em cũng xin thay mặt mọi người cảm ơn chị giấu tên ở Cali những phần quà bánh trung thu này. Thì trung thu em cũng xin chúc chị và gia đình được dồi sức khỏe. Một chút xíu nữa thì em sẽ gửi tặng những phần quà bánh trung thu này cho cô chú. Còn cái phần bây giờ mình sẽ mở một cái phần này ra thử cho các bạn coi nha. Đây. Giờ mình sẽ lấy một cái để mình đem cho chú Năm, tại vì chú Năm ở ngoài thì chú Năm có một mình thôi, cho nên là mình lấy một cái cho chú Năm mà chú Năm ăn đủ rồi. Mình lấy một cái này đi ha, gà quay dăm bông này ha các bạn ha. Cái này giờ mình đem cho chú Năm. Đây là cái phần này là phần của cái phần này là phần của chị giấu tên ở Cali tặng cho gia đình mình nè. Đây, đi về chú Năm ha. Biết chú Năm có nhà không nữa. Hình như chú Năm có nhà mở hình cái gì cơ. Chú Năm nào không mà ăn gì dạ sắp tới rồi chú Năm thu ngày rồi gần tới rồi ngày 10 rồi cò tới ngày 15 là tung thu á chú Năm rằm nó quá thì tung thu dạ. Là 5 ngày nữa là tới tung thu rồi chú Năm. Chú mệt rồi chứ nhớ hả chú không còn chú Năm vậy chú Năm việc gì tôi đón việc gì không biết tới đâu
xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì đây là 6 phần quà mà của chị giấu tên ở Cali gửi tặng cho 6 gia đình, là gia đình của cô Sáu, của dì Sáu, của Dương Út, gia đình mình, gia đình chị Hai và gia đình chị Hai Bé. Nhưng mà chị Hai á thì đang soạn đồ chút xíu xuống sau, còn chị Hai Bé thì đi tới cầu Ba Lai qua Bến Tre rồi đang về quê ngoại á, rồi chút xíu mới về tới đây. Thì chút xíu mình sẽ cho gửi tặng sau. Còn bây giờ thì con gửi cho Dương Út một phần. Dương Út của Út một phần. Cảm ơn nhiều ha. Nay ăn Tết Trung Thu được có quà. Có quà. Có quà. Sáu. À, cũng cảm ơn Cali thầy của cô. Em cũng xin thay mặt cho cô chú ở đây cảm ơn chị giấu tên ở Cali đã gửi quà Trung Thu cho 6 gia đình. Em cũng xin chúc chị có một mùa Trung Thu thiệt là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay á, là cũng có rất là nhiều cô chú anh chị thắc mắc là sao không thấy dì Sáu. Thì mình cũng xin nói với cô chú anh chị là dì Sáu thì hiện tại là đang có cháu nội, cho nên dì Sáu phụ giữ cháu nội ít tháng. Cho nên là hôm nay dì Sáu không có thấy dì Sáu xuất hiện lại vậy các bạn, mình cũng không gặp dì Sáu luôn. Chắc là tháng sau á dì làm thấy không được thì chị chắc chị đi làm nữa. Dạ, hết tháng này một cái nữa. Dạ, làm sao đây để coi nó làm sao. Cháu dì Sáu là nay được nhiêu tháng thì sao? Cháu dì Sáu hôm nay được 3 tháng 8 bữa rồi. 3 tháng 8 bữa. Dì phải ngưng cái dạm coi nó sao đây, không xong thì cũng đi ra nhà không được. Dạ. Em bé tên gì sao? Em bé tên Bảo Trâm. Bảo Trâm. Bảo Trâm là tên đi học á hay sao? Tên đi học á. Có tên nhà không thì sao? Có tên nhà, tên Dâu Tây. Dâu Tây. Dễ thương, hai tên, tên nào cũng dễ thương hết trơn. Ừ, mẹ đặt á. Dạ, còn đây là phần quà của chị Hai. Của chị Hai, hai chị Hai. Ừ. Chị Hai là mới về quê, rồi mới về đây lại. Chị Hai nãy đi về quê nè. Nhưng em Phương hỏi Phương mấy giờ, em Phương 9 giờ nó tợ chết rồi. Nhung nói Dung cho mấy Nhung Thu mà giờ này nó chạy ra. Chị ra ra cái cầu ăn quá rồi gặp Dung biểu đó. Ủa mà chị Hai đi thì nào? Đi còn chưa 7 giờ, khỏi 6 giờ rưỡi. Chạy hơi xa đi vòng vòng hơi lâu, ghé Phương chút. Quên, chút Dung biển nay chỉ biết thôi vậy đấy. Chắc là Dung biển ông ngừng xe được coi, hiện ngừng xe lại thầy Dung biển. Chị Hai mới về tới rồi. Mới về tới rồi đây nè, anh Hai về ngoài chị ghé cũng được. Thầy nãy có gì tháo qua gì tháo nói vậy, để cửa thì tháo qua tháo làm. Tại hôm nay gì tháo cũng mắc giữ cháu nội rồi, cũng muốn đi làm dữ lắm mà chưa đi được. Gặp đi về anh đi gặp hai cầu với anh Hai nói trời ơi lãnh thu hết có chùa nó không, chùa tôi không nói con lãnh hết trơn thì con muốn chùa chú thôi, nó không vậy con buồn chút thôi. Em xin cảm ơn anh chị đã gửi phần quà Trung Thu cho em cảm ơn anh chị nhiều. Em xin chúc anh chị mùa Trung Thu được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Em cảm ơn anh chị. Tôi cũng chúc cô giấu tên cho mấy Trung Thu ăn mùa Trung Thu này. Chúc cô được nhiều sức khỏe, gắn thành cái nhiều ăn năm tới Tết nữa, cho bông xài nữa. Chị Hai con thật nhiều, cảm ơn em cô. Chị Hai còn nhớ luôn á. Tại vì Tết mọi năm á thì chị giấu tên hay gửi tặng bông cúc hoặc bông đặng thọ cho bà con ở đây, cho nên là bây giờ tặng bánh Trung Thu là chị Hai chỉ nhớ là cái cô mà tặng bông đó phải không Dung. Chị nói với anh Hai, chị nói cái cô này năm nào cũng tặng bông thu nè, với Tết bông nè, anh Hai nói phải không, tôi nói đó mà một cô đó thiệt, nãy hỏi Dung nó cũng có một cô đó.